Hello, hôm nay Hồng rất là có hứng để chia sẻ với các bạn về cách uống ngũ vị thanh. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là hộp ngũ vị thanh của mình. Do hai vợ chồng mình gọi là đã vượt qua cái cảnh là ngán ngẩm mà nên là uống theo kiểu ghiền á, nên là nó rất là mau hết. Cái hũ này thì vợ chồng mình mới uống được khoảng tầm tuần thôi mà nó đã còn có bao nhiêu đây nữa là nó hết rồi. Ngũ vị thanh thì thành phần là nha đam, nghệ, mật ong, tỏi và sả. Đây là hỗn hợp xay lên. Đó, các bạn nhìn thấy đi, cái màu rất là đẹp, rất là tự nhiên. Rồi bây giờ mình sẽ uống ngũ vị thanh cho các bạn xem cái cách mình uống nha. Giờ mình mở cái hũ ra. Đó, mình dùng một cái ly. Mình múc một muỗng. Nhớ là phải là một muỗng dung nha, muỗng ăn nhưng phải là một muỗng như vậy. Cho vào ly. Lúc mới biết uống, uống một muỗng là ngán thấy cha. Sau này uống tới hai muỗng là ngán thấy mẹ. Các bạn hãy uống ngũ vị thanh để được nhìn thấy cha mẹ mình trong lúc uống thuốc nhé. Tào lao. Bây giờ là muỗng thứ ba. Ngày bé 1 cộng 1 bằng 1. Ngày lớn 1 cộng 1 bằng 3. Bây giờ mình sẽ bắt đầu uống. Lúc mới biết uống á thì mình sẽ xớt ra cái này. Đó. Rồi, mình rót nước vô. Cho vừa một ngụm mình uống. Sau đó chiêm ngưỡng nó. Đẹp quá. Ngon. Tự thôi miên mình. Ngon lắm, ngon lắm. Sau đó uống. Khoan, sai kịch bản rồi. Phải hít sâu vô. Ờ, hít thở sâu. Vận khí đang điền. Khí tụ đang điền. Thế nó cũng không liên quan gì lắm. Nhưng không sao. Cứ làm gì cho tâm lý mình thoải mái trước khi mình uống thuốc là được rồi. Bây giờ sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, uống thôi. Ngon không? Ngon. Uống nước vô liền. Đó là cách uống ở cấp độ 1. Bây giờ mình sẽ không cần tới cái ly này nữa. Mình sẽ uống cấp độ 2. Cấp độ 2 là mình sẽ múc một muỗng. Được không? Cấp độ 2 là mình chế nước vô. Chế nước vô. Bị uống rất ghiền rồi, cho nên là bây giờ mình không thể nào pha ít được, mình phải pha nhiều để mình uống cho thỏa mãn cái sự ghiền của mình. Mà nó cũng góp phần rất là dễ uống. Rồi, sau khi pha xong, tiếp tục ngắm nhìn. Đó, nhìn tấm đuôi. Sau đó hít thở thật sâu. Khí tụ đang đi. Không liên quan nhưng vẫn luôn luôn làm để tâm lý thoải mái, ok? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu uống. Ngon. Có giống xinh xinh đó xài không? Ngon gì hả? Ngon. Tiếp tục. Càng ngon. Còn phát cuối, làm thôi. Nhiều quá. Hay bạn thấy còn cặn không? Bỏ ủ. Tráng nước vô. Tráng cho đều nha. Đó. Tráng cho nó sạch. Rồi xong, uống nốt. Thế là các bạn đã hoàn thành xong hai cấp độ ngũ vị thanh. Và theo như chồng mình nghiên cứu thì nó còn cấp độ 3. Cấp độ 3 là lấy muỗng múc trực tiếp trong hũ, đưa vô miệng nốt luôn. Cấp độ 4 cứ buồn buồn lấy hũ ra ực miếng. Rồi, mình đã chia sẻ xong các bạn cách uống ngũ vị thanh. Và chủ trị của ngũ vị thanh là viêm loét bao tử, viêm đại tràng, vì là do có nghệ và rất là bổ máu. Khi uống vô một thời gian thì da các bạn sẽ hồng hào, đẹp da nè, sáng da nè, tái tạo da nè. Và nói chung là một cái loại thuốc thập toàn đại bổ mà các bạn không thể bỏ qua. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ. Xin chào.